Đầu năm 2017, để chuẩn bị cho việc lập đề án thành lập trường cao đẳng cộng đồng Đắk Nông, tỉnh Đắk Nông đã cử đoàn công tác do đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, làm trưởng đoàn đi tham quan, học tập mô hình trường cao đẳng cộng đồng tại các trường cao đẳng cộng đồng thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long, gắn với tình hình thực tế tại tỉnh Đắk Nông. Đây được xem là bước đầu tiên chuẩn bị để xây dựng đề án thành lập trường cao đẳng cộng đồng Đắk Nông theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, gắn với định hướng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Nông. Nguồn vốn xây dựng cơ bản từ nguồn vốn vay tài trợ của Ả Rập Xê Út, đơn vị tham mưu trực tiếp cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông là Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông. Cũng trong năm 2017, nhân sự hiệu trưởng trường cao đẳng cộng đồng Đắk Nông được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông cử tham gia khóa đào tạo hiệu trưởng các trường cao đẳng do dự án VSEP của Chính phủ Canada tài trợ và đơn vị đồng tổ chức là Trung tâm Đào tạo và Quản lý Tiên tiến thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh và có học tập thực tế tại Canada một tháng. Tháng 5 năm 2018, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông do bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã bảo vệ thành công đề án thành lập trường tại Hà Nội. Đến ngày 18 tháng 6 năm 2018, trường cao đẳng cộng đồng Đắk Nông được Bộ Lao động Thương binh Xã hội ra quyết định thành lập. Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ công bố vào ngày 28 tháng 8 năm 2018 và chính thức đi vào hoạt động. Tại thời điểm thành lập, nhân sự trường có duy nhất một hiệu trưởng. Đến ngày 28 tháng 11 năm 2018, trường tiếp nhận thêm 9 công chức viên chức từ các đơn vị trong tỉnh làm bộ khung để hoạt động. Khi đó, tổ chức bộ máy nhà trường gồm 2 phòng, phòng đào tạo và phòng tổ chức hành chính. Tuy vậy, với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ sở ban ngành của địa phương, cùng với sự nỗ lực lòng quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ, viên chức, giáo viên nhà trường, hệ thống các tổ chức đoàn thể và cơ cấu tổ chức bộ máy nhân sự dần được hình thành. Đến tháng 7 năm 2019, tiếp nhận 16 cán bộ giảng viên đến công tác tại trường cao đẳng cộng đồng Đắk Nông. Và đến tháng 12 năm 2019, trường tiếp nhận thêm 11 cán bộ giảng viên từ trường trung cấp nghề và ổn định 46 biên chế từ đó cho đến nay. Song song với quá trình hình thành tổ chức bộ máy nhân sự, các tổ chức đoàn thể là sự chuẩn bị, trang bị cho đội ngũ, công chức, viên chức, giảng viên, tiếp thu kiến thức quản lý mới theo chương trình đào tạo tiên tiến TECAM, bắt nhịp đổi mới xu thế phát triển của sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp. Nhà trường bắt tay vào việc mở mảng ngành, xây dựng chương trình đào tạo tiên tiến có sự tham gia của doanh nghiệp, thiết kế chương trình đào tạo theo hướng đa cung và hoàn thiện thủ tục đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho 4 ngành cao đẳng, 8 ngành trung cấp gửi Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thẩm định. Đến ngày 18 tháng 4 năm 2019, nhà trường được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và nhà trường nhanh chóng bắt tay vào công tác tuyển sinh cho năm học đầu tiên, năm học 2019-2020. Năm học 2019-2020, với lượng công chức, viên chức, giảng viên mỏng, nhưng trường đã tổ chức tuyển sinh vượt chỉ tiêu 10% so với kế hoạch. Tổ chức nhập học khóa đầu tiên vào ngày 28 tháng 10 năm 2019, với số tuyển sinh là 297 học sinh hệ trung cấp, trong điều kiện về cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn. Học đầu tiên, nhà trường vẫn duy trì tổ chức các hội thảo khoa học, hội nghị tập huấn, bồi dưỡng công tác chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ viên chức, giảng viên, xây dựng và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho học sinh sinh viên nhằm đào tạo những thế hệ học sinh sinh viên đầy đủ những yêu cầu về chuyên môn, tay nghề và kỹ năng sống cần thiết đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động của thị trường trong tỉnh và cả nước.
Để tạo cơ sở vững chắc cho đầu ra của học sinh sinh viên, nhà trường đã tìm kiếm cơ hội học tập, cơ hội hợp tác và phát triển với các trường cao đẳng, đại học và các công ty, doanh nghiệp trong cả nước. Hoạt động khoa học, phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, phong trào rèn luyện của học sinh sinh viên luôn luôn được chú trọng và tổ chức liên tục, sôi nổi, xuyên suốt trong năm học. Trường tổ chức nhiều diễn đàn cho học sinh sinh viên trong và ngoài nhà trường, nâng cao nhận thức, cập nhật kiến thức, thông tin mới về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tư vấn định hướng nghề nghiệp và khơi gợi ý tưởng sáng tạo, nuôi dưỡng ước mơ khởi nghiệp để lập thân, lập nghiệp. Năm 2019, nhà trường đã mời hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa Saskatchewan của Canada ký biên bản ghi nhớ về thỏa thuận hợp tác liên kết đào tạo. Năm 2020, nhà trường tham gia cùng đoàn của Ủy ban Nhân dân tỉnh tham dự hội nghị gặp gỡ Nhật Bản và hợp tác đào tạo. Do ảnh hưởng đại dịch COVID-19 nên các chương trình hợp tác của hai bên chưa được triển khai thực hiện. Nối tiếp những kết quả đạt được của năm học 2019-2020, năm học 2020-2021 là năm học thứ hai, đánh dấu thêm một bước phát triển của nhà trường về tất cả các lĩnh vực, cơ cấu tổ chức, công tác đoàn thể, phong trào thi đua sôi nổi, công tác tuyển sinh hướng nghiệp được chú trọng và đẩy mạnh. Năm học 2020-2021, nhà trường tuyển sinh vượt chỉ tiêu trung cấp với gần 400 học sinh và đã tuyển sinh được một lớp cao đẳng với 18 sinh viên ngành điện công nghiệp. Song song với quá trình đào tạo, nhà trường thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 trong học sinh sinh viên và cán bộ giáo viên nhà trường. Trường tham gia nhiều diễn đàn, hội nghị quốc tế để trao đổi kinh nghiệm đào tạo, hợp tác quốc tế do các Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam, Hiệp hội các trường cao đẳng trung cấp kinh tế kỹ thuật Việt Nam, Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam, Hiệp hội giáo dục nghề nghiệp và nghề công tác xã hội tổ chức.
2021 là năm để lại nhiều dấu ấn trong tổ chức và hoạt động của nhà trường. Nhờ sự chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong thời gian đầu mới thành lập, nhà trường đã chuyển đổi hình thức đào tạo, chuyển đổi hình thức quản lý và điều hành công việc một cách thuận lợi. Trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng nhà trường vẫn chủ động thực hiện song song hai nhiệm vụ, vừa triển khai công tác phòng chống dịch hiệu quả, vừa thực hiện chuỗi các hoạt động, sự kiện quan trọng cả về tuyển sinh, tổ chức đào tạo trực tuyến, hợp tác đào tạo, hợp tác ký kết hỗ trợ giải quyết việc làm và cả về các phong trào, các sự kiện của học sinh sinh viên bằng nhiều hình thức khác nhau. Năm 2021, trường có khóa đào tạo trung cấp chính quy đầu tiên tốt nghiệp. Tại lễ trao bằng tốt nghiệp và ký kết hợp tác đào tạo tuyển dụng, có 8 doanh nghiệp tham gia giới thiệu việc làm cho học sinh sinh viên vừa tốt nghiệp và người lao động đã qua đào tạo trên địa bàn tỉnh ngày lễ tốt nghiệp. Trong số 74 sinh viên ra trường, đã có 61 sinh viên có việc làm, chiếm tỷ lệ hơn 82%, trong đó làm việc trong tỉnh chiếm tỷ lệ 70%. Qua 3 năm hình thành và phát triển, hiện nay trường cao đẳng cộng đồng Đắk Nông đã hoàn thiện và ổn định về cơ cấu tổ chức. Tuy đội ngũ công chức, viên chức, giảng viên mới 51 người, số lượng đáp ứng quy mô đào tạo hiện tại của nhà trường, nhưng cơ bản trường cũng đã ổn định và đi vào giai đoạn phát triển. Quy mô đào tạo hiện tại của nhà trường là 31 lớp và 792 học sinh sinh viên. Nhà trường đang tổ chức giảng dạy trực tuyến do tình hình Covid đang diễn biến phức tạp tại một số huyện trong tỉnh. Việc xác định mục tiêu và đề ra giải pháp phát triển nhà trường trong thời gian tới là hết sức cần thiết và quan trọng, tạo cơ sở khoa học cho thực hiện kế hoạch phát triển nhà trường đi đúng hướng và đảm bảo phát triển phù hợp với thực tiễn đất nước nói chung và tỉnh Đắk Nông nói riêng, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội. Hiện tại, nhà trường đang khẩn trương xây dựng chiến lược phát triển trường cao đẳng cộng đồng Đắk Nông giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 là cơ sở để nhà trường và các tổ chức có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Đắk Nông và các địa phương lân cận. Mong rằng với sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh và sự phối hợp, hỗ trợ của các sở, ban ngành liên quan, cùng với sự quyết tâm của tập thể sư phạm nhà trường và tinh thần học tập miệt mài của các thế hệ học sinh sinh viên sẽ xây dựng và phát triển ngôi trường cao đẳng cộng đồng Đắk Nông trở thành đơn vị giáo dục nghề nghiệp có uy tín, chất lượng, có thương hiệu đáp ứng được nhu cầu nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đắk Nông và các địa phương lân cận, tạo nguồn lực lao động chất lượng cao, đáp ứng thị trường lao động trong nước và quốc tế.